Mời quý vị cập nhật bản tin cuối ngày của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tính từ 18 giờ ngày 3 tháng 9 đến 18 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 53 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Trong đó có 18 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, 31 ca trong các khu phong tỏa, 4 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Cụ thể như sau: Thành phố Vũng Tàu ghi nhận 17 ca, trong đó 3 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung, trong đó 1 ca tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, 1 ca tại khách sạn Sammy và 1 ca tại bệnh viện Vũng Tàu. 10 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa, trong đó 1 ca tại phường 10 và 9 ca tại phường Thắng Nhất. 4 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, trong đó 3 ca tại phường Thắng Nhì và 1 ca tại phường Thắng Nhất. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 1 ca trong khu cách ly tập trung tại Ban Chỉ huy quân sự cũ. Huyện Long Điền ghi nhận 11 ca, trong đó 1 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung tại trường Trung học phổ thông Minh Đạm. 10 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải thị xã Phú Mỹ ghi nhận 24 ca, trong đó 13 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung, trong đó 1 ca tại trường trung học cơ sở Văn Bội Châu, 8 ca tại trung đoàn bộ binh 2 1 và 2 ca tại trường tiểu học Nguyễn Huệ, 2 ca ghi nhận trong khu cách ly trường cao đẳng và bis, 11 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại phường Mỹ Xuân. Như vậy, tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay, số lượng ca mắc mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh là 3.558 ca, số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 36 ca tính từ ngày 28 tháng 6 là 3.034 ca, tỷ lệ khỏi đạt 77,43%. Các địa phương đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 1.817 người, tăng mới vào 143 người, giảm hoàn thành cách ly 372 người. Theo đánh giá của ngành y tế, công tác phòng chống dịch COVID-19 của cả nước nói chung, của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng đang đi đúng hướng với những kết quả khả quan về công tác điều trị, cách ly và xét nghiệm. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đề nghị, trong thời gian đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại các cơ sở để kịp thời nhắc nhở, chứng chỉnh, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm các hành vi vi phạm chủ động cân đối nguồn hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người dân, không bỏ sót các đối tượng được hưởng theo quy định. Tăng cường lực lượng đi chợ thay, kiểm tra thường xuyên các đường dây nóng hỗ trợ phòng chống dịch cho người dân, bảo đảm điều kiện làm việc, chế độ làm việc, tổ chức kiểm tra y tế định kỳ, tiêm vaccine cho lực lượng tham gia tại các chốt kiểm soát, yêu cầu lực lượng tham gia tại các chốt phải thực hiện nghiêm 5K, thực hiện đúng quy trình xử lý công việc, không nhũng nhiễu khi làm nhiệm vụ ngành y tế tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng chữa bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời triển khai chiến dịch tiêm vaccine kịp thời, đầy đủ, an toàn và đúng đối tượng, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc F0, truy vết bóc tách nhanh chóng, triệt để F0 ra khỏi cộng đồng và đưa đi cách ly kịp thời các đối tượng tiếp xúc gần. Ban chỉ đạo kêu gọi người dân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tham gia cuộc chiến chống dịch lâu dài. Đồng thời, cũng không nên quá nôn nóng, cầu toàn, Cuộc chiến chống dịch COVID-19 là cuộc chiến không có tiền lệ nên khó tránh khỏi những lúng túng, thậm chí sơ sót trong quá trình triển khai thực hiện. Người dân cần bình tĩnh, sáng suốt và kiên định mục tiêu, không để bị kẻ xấu lợi dụng tung tin thất thiệt nói xấu các lực lượng tham gia chống dịch. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi doanh nghiệp cần có một kế hoạch sống, lao động, sản xuất, kinh doanh song song với kế hoạch chống dịch lâu dài. Bởi trong ngắn hạn, cả nước khó có thể loại bỏ hoàn toàn virus SARS-CoV-2 ra khỏi cộng đồng để thiết lập cuộc sống bình thường. Do vậy, chúng ta cần phải xác định vừa chống dịch, vừa duy trì cuộc sống và ổn định phát triển sản xuất với phương án an toàn. Để làm được điều đó, mỗi người dân cần hết sức lạc quan, bình tĩnh, tự mình đưa ra giải pháp đối phó lâu dài với dịch bệnh, không thụ động, chờ đợi và ý vào nhà nước. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp, mỗi khu phố, thôn ấp phải nhận diện những vấn đề của bản thân, tự giúp bản thân, gia đình, thôn ấp, người lao động trong doanh nghiệp của mình, các nhu cầu cần thiết, thiết yếu để bảo vệ nhau, cùng nhau vượt qua đại dịch.